và bây giờ chúng ta đã quay trở lại thì cha tiếp tục cái câu hỏi hồi nãy chúng con có khỏe, chúng con hỏi cha cái gì. Mình thấy là cái khuynh hướng này hôm nay khi mà người trẻ nói là chúng con không muốn lập gia đình hay chúng con không muốn tiến đến đời sống hôn nhân, thì mình cũng có thể hiểu thôi, có thể là bởi vì cái này dưới cái áp lực của cuộc sống sinh hoạt và xã hội ngày hôm nay thì người trẻ cần một số những cái hành trang vững vàng, thì có thể cái việc lập gia đình nó chậm hơn, hoặc là đợi cho lúc trưởng thành và ổn định công việc thì chúng ta lập gia đình, cái điều đó cũng không có vui. Thì có thể đó là cái cách nói, nhưng mà nếu mà nói là chủ trương là sống không lập gia đình thì cũng có những cái trào lưu của xã hội như thế. Thế nhưng mà những con nên nhớ như vậy nhé, thường là những cái trào lưu xã hội như vậy thì một đất nước mà vào một cái trào lưu xã hội như vậy thì thường thường đi đến cái chỗ người ta gọi là lão hóa, một cái cuộc sống văn minh rất là tiện tiến, nhưng mà cũng cùng một lúc thì lại không có một cái yếu tố mà gọi là cái yếu tố căn bản của cái đời sống gọi là ổn định của gia đình ấy, thì tự nó sẽ không trả lời được, nó không trả lời được cái sự tồn vong của một dân tộc. Và cha thấy cái điều đó là lắm, những nước tiện tiến ngày hôm nay cha thấy Nam Hàn cũng bắt đầu đi vào cái cách sống đó, và các nước Âu Châu cũng vậy, và các nước Mỹ cũng thế, rồi thì nước Nhật, gần mà chúng ta thấy nước Nhật hoặc là một số các nước Á Châu, thì người ta bảo nếu là trào lưu thì nó là một cái chọn lựa đúng đắn, cho nên các cái nơi đó họ chọn như vậy, tại sao chúng ta không chọn? Để cha thiết ý rằng là thì cứ việc chọn như vậy cha thấy, bởi vì trong sâu thẳm trong cái tâm khảm của con người, trong sâu thẳm tâm khảm của con người là một cái sự ước ao để có thể bước vào cuộc sống của người khác. Không ai có thể chối cãi được. Chúng con phải hiểu như vậy. Cho nên là có thể đánh đổi nó, tìm một cái gọi là một cái lối sống hạnh phúc theo một cái cách nhìn là cái lối sống hạnh phúc đó chúng ta ngoại trừ cái yếu tố là nó quá phức tạp, nó không đầy đủ cái sự ổn định và tiện nghi, và mất đi cái sự người ta gọi là chịu quá nhiều ràng buộc với nhau và mất đi cái tự do. Nhưng mà cái tự do đó chỉ là cái tự do để sống theo cái gọi là quy chiếu về mình. Thì cái điều đó thì cha nói là đúng, không có gì sai. Nhưng mà chính cái đúng theo cái quan niệm như vậy và đúng theo cái quan điểm mà người ta ngày hôm nay ta gọi là quan điểm, nhưng mà cha bảo đó là cái một cái quan niệm sống, chứ còn cái quan điểm thì nó cũng chưa chắc là cái chuyện nó đúng lắm. Cái quan niệm sống như vậy nó sẽ đưa đến một cái tình trạng là cuộc sống của người ta trong tâm lý ở phía sau, trong cái tâm khảm con người nó vẫn có dồn nén một cái gì đó là một sự vô ổn định. Chúng ta không tin tưởng được cái người đối diện chúng ta, chúng ta không cho phép người đối diện đi vào cuộc sống chúng ta một cách hoàn toàn. Trong khi người trẻ rất sợ hôn nhân, nhưng mà người trẻ lại thích mơ mộng và lãng mạn, đúng không? Và muốn hưởng thụ cái khoảnh khắc giây phút của hôn nhân. Ta thích ý đó là một điều thực tế để có thể nói. Nhưng mà nếu mà nói giống vậy thì con lại nghĩ thêm một cái điểm nữa. Có nghĩa là có vẻ là người trẻ họ thích cái đó, họ mơ mộng về cái đó, nhưng mà họ không dám chịu trách nhiệm cho những cái đó. Thì nếu mà chúng ta quan niệm là chúng ta muốn có, người ta gọi là muốn có hưởng thụ, hay là mình muốn có quyền lợi, nhưng mà không có trách nhiệm. Trong cuộc sống thực tế thì muốn có quyền lợi thì không có trách nhiệm. Ở ngoài đời sống thực tế là như thế. Thế thì cuộc sống mà nội tâm và cuộc sống siêu nhiên hay là cuộc sống thiên nhiên thì liệu chúng ta có trốn tránh mãi được không? Cha nghĩ chúng ta có thể đi đường tắt để đi đường ngang. Ở Sài Gòn thì nhiều chỗ đi đường ngang lắm, đường tắt lắm. Năm hẻm rồi. Đến bây giờ mà cần phải có cái gọi là nó tiện lợi ha, thì mình chọc chỗ này chút. Cái thích tiếng Việt Nam thì chọt vô đây một chút nha, luôn nó ra chỗ khác nha, thì như vậy. Nhưng mà nếu mình cứ chọt rồi mình đi luôn tiếp thì mình không dám đi làm được, mà đi theo đường lộ chính nữa. Thế thì cuộc sống thì không có thể đi tắt được ngang được. Bởi vì cuộc sống của chúng ta rõ ràng như vậy, cái tắt và tiếng ngang nó không trả lời được cái khao khát trong tâm khảm của con người. Mà đây này, yêu nhau đến một cái mức độ nào đó là cha nói cái này như tôi đúng không? Tụi con
đã tê tê Bình Phương thế nào chị? Tương tư dạ rồi chơi. Thế thì bây giờ mà tê tê Bình Phương mà yêu nhau và cá và con người ta trao cho nhau cuối cùng là cái khao khát và sự sống của đứa con. Và nếu mà một đứa con mà một sự sống là một cái sự khao khát ở trong cái khao thâm sâu của con người, người ta bảo chị cha có vẻ hơi đạo đức như cái kiểu của người lớn tuổi, thế nhưng mà cha cái ký là cái hư quá lắm đấy. Ở ngày hôm nay các giới mà gọi là giới, ngay cả cái giới mà nổi tiếng bây giờ gọi là giới celebrity showbiz, hoặc là những anh chị em trong đời sống văn nghệ có vẻ sống gọi là có vẻ như là sống cái đời sống gọi là mình gọi là huy hoàng đó, tráng lệ ha. Thế thì bây giờ nếu như cuộc sống của họ đấy, tí thì con thấy là cuối cùng họ cũng khao khát được đứa con, không tránh được đâu. Thế thì bây giờ một đứa con mà được sinh ra và được lớn lên trong một cái sự, một cái căn bản gọi là bất ổn định của người cha và người mẹ, cái chỗ ổn định đây theo cái ngôn từ gọi là sâu hơn là cái ổn định về công ăn việc làm và vật chất nhé. Con hiểu ý cho nó vậy. Có nhà chứ chắc đã ổn định đâu. Thì chúng con có nhà cửa thì chắc lấy bây giờ những người khá khá người ta có nhà có chứ. Phải không ạ? Nhưng mà người ta không có máy ấm. Ổn định cho nó là ổn định về mặt tinh thần đúng không chứ? Nó quan trọng hơn. Và ổn định về mặt tâm lý nữa. Về mặt tâm lý nữa. Vì cha người mẹ mà không có một cái tâm lý có thể tin tưởng với nhau, cũng không muốn gọi là trao với nhau hoàn toàn vì cái gọi là sao sợ mất cái sự ràng buộc, sợ mất sự tự do, phải chịu sự ràng buộc. Thì chính cái đó thì đấy cũng phải là một cái sự bất ổn định. Và nếu mà cái sống với nhau như vậy mãi thì còn tin tưởng nhau chỗ nào? Thấy không ạ? Tình yêu mà không tin tưởng thì dễ gọi là sao? Dễ mở ra lắm. Tình yêu mà không có tin tưởng ấy, thì dễ làm sao? Dễ mở ra và đi, người ta gọi, ngày hôm nay người ta gọi là đi ngoài luồng. Liên tệ ngoài luồng. Không biết ta nói có đúng không? Nghe nó đỡ hơn cái từ kia thôi cha. À, hơi vui vẻ, nhẹ nhàng tí cho mọi người dễ tiếp nhận. Thế thì ta nói tóm lại cái giá trị tình yêu hạnh phúc mà Chúa mời gọi ta thì Chúa không bao giờ cái kiểu gọi là ăn sổi mặc thịt. Chúa không có mời gọi ai cho con tạm thời thôi, yêu thì yêu cỡ đó thôi, đừng yêu thêm. Cũng giống như chúng ta mà chọn cái kiểu mà gọi là lựa tha chỉ thích lựa thôi, và chọn thì chỉ kiểu mà chọn ngang chọn tách nó lẹ xong rồi lại cháo rồi vứt đi rồi thì thảy có người khác chứ không có giữ cái chọn đâu. Cũng giống như kiểu mua hàng ấy, mua dài xài bình bính có nhiều cái những cái hãng thì chỗ cha có buồn cười lắm, có nhiều cái chỗ như cái company nó gọi là Costco, làm mình chỉ cần vào làm mua cái thẻ và trở thành hội viên của cái chuỗi dây chuyền đó và trong cái chợ đó thì xài đồ xong hết rồi thì không thích thì đem trả. Thế nhưng mà mình đã đóng một cái khoản lệ phí để mà cho phép họ làm cái việc mà nghĩa là anh theo hồ lựa mà anh không cần phải chọn. À, theo hồ lựa mà không cần chọn. Tức là anh cho nhưng mà anh có thể anh xài một loại lúc nào đó anh cũng chắc chắn là anh có thể vứt lại. Có những người sống như vậy thì dĩ nhiên là cũng có một cái hồ sơ dày đặc về những người như vậy, mà người ta sẽ chú ý về thẻ hội viên của những người này. Đúng không? Nhưng mà trên nguyên tắc thì họ cho phép như thế. Và có người coi đó là một cái cách sống, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà như thế thì mình trở thành người cứ thích tiêu thụ thôi. Thế cái gì hay thì mình tiêu thụ, cái gì hay mình thích thì quy chiếu về mình và nó tiện lợi cho mình thì mình cứ gọi là còn theo cuộc đời đó có phải cái gì gọi là tiêu thụ đâu. Họ có muốn con trở thành một cái hãng tiêu thụ không, hay là con muốn con là một hãng sản xuất? Con nghĩ là phải có cái này cái kia. À, mà khi mà con đã sản xuất một món hàng thì con cũng cần có một thị trường làm sao tiêu thụ, đúng không ạ? Và thị trường tiêu thụ thì sao, dựa vào cái sự thị hiếu của sao của người tiêu dùng. Và người tiêu dùng thì khi mà người ta có cái thị hiếu tiêu dùng, nhưng mà nếu cái tiêu dùng đó nó không phải là cái sản phẩm cho họ được một cái gọi là bền chắc, thì liệu họ có chữ tín thì họ làm ăn buôn bán với công ty đó không? Cái tưởng tượng như vậy. Vậy thì như cha nói thì giống như là cuộc
cuộc hôn nhân giống như một canh bạc á nhờ. Mình đã mình có quyết tâm mình đi con đường đó là mình phải chọn rồi, mình chọn mình phải cố gắng sống đến cùng đó không cha? Phải chịu cố gắng nữa là mình cho phép mình tự do để bước vào, để mình nhận được những cái kỳ thú cũng như cái gian nan, cũng như các thách đố của nó. Bởi vì trong gian nan thách đố bao giờ cũng có những cái hứa hẹn kỳ thú. Vậy là nó sẽ không nói cho mình biết là canh bạc đã thắng hay thua, mà cho mình biết là mình có cố gắng hay không. Và cái kết quả là phụ thuộc vào bản thân mình, phải không cha? Yeah. Và tình yêu hạnh phúc trong bí tích của đời sống hôn nhân nó không phải một canh bạc. Nó còn lớn hơn cái ý nghĩa mà chúng ta mà còn tạm dừng coi như là một cái ví dụ để ta nói vậy đó. Nó lớn hơn thì rất nhiều. Vậy nếu mà được cha dùng một câu để mà làm động lực cho các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân á, thì cha sẽ dùng câu gì để nói với các bạn trẻ ạ? Tụi con sợ gì nữa? Thế là vậy không? Hỏi như tại sao chúng ta mình được sợ vào đời sống hôn nhân thì cha trả lời tại sao không? Nó một lựa chọn. Cho nên là khi mà mình lựa chọn, chúng ta cho phép chúng ta có cái tự do để quyết định. Mình sợ lắm. Nôn quá đi, cảm ơn cha.